Đó, chẳng khi slide share tới ấy. Credible. Ok. Chẳng 10 toàn này, hình như dưỡng mê rịt ní. Này dưỡng khuyên biệt signal degradation in optical fiber. Chẳng là lỡ dưỡng sắc xa, tự lược các khối khát robot signal này, degradation nó khối khát mạch. Chẳng bởi dương bộ chỉ có mai degradation nó nhưng thà rợt đục nè. Degradation, rợt đục nè, sẽ điên bị ong lê chẳng. Rợt đục chẳng là signal dương mùi smooth. Chỉ digital nhầm. Tất đo mà lại receiver. Vì mà anh chênh chẳng, vì tôi chỉ chênh, nè, vì tôi chỉ chẳng. Vì tôi chỉ chẳng, cái nhé. Chẳng signal nó amplitude của lệ chốt. Hai, sẽ chết lại nhé. Power duration này. Tôi giờ này dùng bị chun tới power duration mà bit nó cứ 10 microsecond. Còn ta đo lại đo receiver đọc microsecond. Vậy nhé, vì ring chăng á, vì từ ring chăng. Chăng bà ring chăng bà signal dùng bị chun. Chăng ạ, dùng bị chun tới tràn chăng. Chăng mà đo nó bị cho ba chiều mình signal tới gì vậy? Này, tới con kia chăng. Này, tới con kia bình nào. Chứng signal là dân bị chung ta mùi sồn, mùi sồn, mùi. Vì tư gì vậy? Mùi. Cái này nhé. Vì sampling code đó. Mùi, mùi sồn sồn này. Mùi chứ. À đi mùi chứ đó. À đi khinh sâu này. À đi mùi chứ. Chứng error mà bị bật. Cái nhé. Nè error bật. À đằng hai đây chỉ bằng hà đây kì. Trong bàn. Chứng cái ai đọc sai ở đằng bán. Đau dân thương mệt. Đại dương thường mình nè nhà anh đặt sai bán đại dương prà thì mỗi cột đại dương bị chun tới luôn nè return zero này để mỗi nó return tới zero nè từ chẳng hạn return tới zero là mỗi nhưng chẳng mà vi broad này cái này nè vi là từ chai rư mỗi cái kế bridge nè bridge duration nè chẳng vi bridge tới vi thường mình mà đây tha mùi pha để dương bị chun đớn cụ thể là dập về tiền tả láng này pi micro second chẳng là zero ní có pi micro second này nhé mình dương bị tử chẳng là nó bị chui đọt sai bàn còn tại không là dập về bởi dương cất data rate với để dương cất hàm án mà megabyte per second chẳng hoàn toàn đi pi micro second chẳng mà xin để dương mưa tới mà second ban tầm mán ban đầu tiên tham rồi megabyte nữa cái nhé chẳng bởi dương ai delay à nắng bridge à nắng nè delay à time pass lên nó là thốn mà đi chọn dưới nó gọi ngay chẳng tới còn tay bằng nhà dưới cứ thay lẹ data rate ta đọc bên đi nhất với ai lang đo mà chi cả bit nè mà dịch khăn nó với ai chú mang đo là chân đồn bit đo là mà chi nè rộp cao bà cố lên ta nó mà dịch khăn cái nhé còn tay bây giờ chỉ bằng nhá nó p là signal năng việc khôi trùng trí việc rít mà đó lại receiver error rate tràn bit error rate tràn chẳng hạn năng chỉ limitation robot optical communication để dùng cho bàn data để thống chẳng đặt chẳng ngại bàn clay hiện giờ chẳng như mưa đang ở khnề điện để tập mình bài hai tiệt này attenuation hay năng dispersion chẳng signal để việc khôi trung trí nắng việc khôi trung trí để lừa đi môi cứ attenuation cả thể lệ cho nơi amplitude thì p dispersion né? Dispersion mà thả rít né rít ok hay à p nắng nè ta mua là hai p nắng cột vừa ao system rồi bao nhiêu lệ cho đài ok nhé ai ta bằng nhà happy ní dương đọc sai ở bán được optical communication thua ở system rồi gọi optical communication dương down đấy lẽ cho chứng optical communication bản năng tại vì miền plu về thử thua tầm na từ bản năng hái nơi của bạn bản năng cho nó đâu wireless communication trong wireless communication will all trong mối mình bắt trong này xài
mình bắt rút sai rồi nhẹ rồi nhảy nè khởi nhé rút sai nhẹ nhảy còn tay dispersion hay là attenuation cứ perfect mong đấy chẳng hạn bạn nè research mình nói gặp chi gì một loại algorithm thứ mấy chập giờ rồi gọi recover sinh ra năng lượng với năng lượng bươn môi để lươn nè để dùng ai bắt cá bàn để dạy cái 4G nè 3G gì chứ 5G đi đấy hay gì đấy LTE nè nè LTE cái nhé FDA na TD đi đấy ố chả là chẳng là 4G, 3G không thể lương tập phơi con bèn với lao cũng đi bằng tay áp chạy của mình chia không cả chập signal bị bèn nó màu với nhỉ nè sẽ tập miên algorithm này không lần nè còn đấy chập giờ signal nó màu với nhỉ hay lớn hay recover bạn chập OK, chẳng signal decreation là nó bị call fiber nó bị giảm mạnh. Chẳng những mơ architect, này có nông communication nhưng giảm mạnh ní, cứ biến nhưng giảm mạnh như này giảm mạnh như vậy nhưng mơ nông detail thì biến repeater biến đại tiết đó, biến signal recover biến đại tiết. Tại này giảm mạnh biến đại information transmit sai, này receiver change information. Chúng bớt sân thì dương mưa là khả năng viết sản mạnh còn ta đọc bây dương mưa si chùm rỡ dương khơi thành là khả optical fiber còn mình dạy cái attenuation nâng dispersion cả là nhé mình dispersion cả là hỏi cái thả tập pi nâng chỉ mù là hai đại thua áo system dương tầng mô nâng công viên bà nhà này chẳng sản phẩm engineering để design plan link budget link ấy nâng mình bán thầm đặc khoa đặc cất từ lưu tập opacore spec panel spec panel panel thử cất là ta dispersion and attenuation cạt lăng và màn cái lô vì station để dùng sai trên tới ta dùng cô đã repeater nâng cái này ná system dương cô thể pra single mode rồi có multi mode nè hay lấy so rồi bỏ dương cô thể pra laser rồi có LED diode nè laser diode chẳng hạn như chúng ta rút sầm anh mối signal để dùng bị chun đỡ này vậy thì tuần màu vĩnh nhưng khi người ta re attenuation thì lại cho hay re tiền đấy mình anh analog ấy cái nhé hay nhưng khi là dispersion nhé biên độ của môn này tàu này đấy tàu này smile chỉ môi nắng l l nó cứ vào vài sai fiber hay chỉ môi nắng n one cái nhé l n chạy chỉ môi nắng bươn bự chúng sai optical fiber dương căn để chẳng ngại fiber sân dưới optical fiber nó mà thua vì cái chọ tiền thua vì silicon oxide hay là plastic chân refractive in đầy viên là càng là cái nhé chân bánh hạ dispersion cả nó càng mình cho ra dùm mẹ optical fiber để thua vì plastic mà plastic chóng là plastic vì xe hay dẫn nữa ai chậm ngay optical fiber nâng can đặt ngay power duration nâng can đặt rì đài tại bây giờ mà mơ này digital mà vĩnh đôi khi này nè cái chuồn đỡ tuồn mà vĩnh này rì attenuation lẹ cho mình chẳng là không digital communication nè digital communication dương mưa đại từ lưu thì môi thứ mấy áo error rate dương tích bằng phật trong bàn error rate chán đấy nó tích bằng phật cư vào mán môi lưu mà chi môi lưu mà chi đọc thì con đọng buồn tích mình đẹp đó đấy digital communication chẳng gọi qua thà ta amplitude a và man dispersion và man đấy
mình ơi đã bit error radius lẽ chọc tiếp mình đã càng là tích càng là lỏ ok còn tại đời xa ta alternation hay nông dispersion là hai còn mà tiên nhạc bit error rate nắng đấy càng là cho đấy attenuation dispersion càng lớn bit error rate có càng lớn này to một tí đấy cái bàn bật time nó repeater spacing nè maximum maximize repeater spacing chắc anh ấy vì sầm đai từ lứa economic vậy mà này tha dương thư mấy chi diêm prà ở mà mẹ tha ô design máu linh vật chất design system máu đừng tham khảo mát đã đi bị thơm mùi mặc lô mát đã đi bị thơm mùi chất đọc lô mát ở đọc dương ở miền bàn sắc xa thật ta system rồi bao dương này bị chung dịch ra tới nữa dương trong ban data rate mà rồi chi có bit per second còn ta mà rồi chi bit per second nữa mà dương kẹt nia tới cái dương ai từ tuôn bán đặt thành chuôn ban đó đọc lô nhé hay dương lên mặc lô đã môi thì bị thở đã môi hay ta chạy đoạn ấy ta dương trong bàn để tán này rồi gì cả biết nó mà sẽ khắn cứ đặt bàn đọc lỗ đấy thì ai khao vào bàn đọc lỗ mà chứng tỏ đọc lỗ mát mà nhưng đã thì bị thở mùi đọc với dương hoạt đấng mặc lỗ đã môi mặc lỗ đã môi lên khóa là thế lên khóa là đã được thì biết lẽ cho đấy còn tay how duration mà viết cứ ở rít thôm đi chẳng hạn nó dương ai to từ mục tiết sân bàn đài và đấy chẳng kịp chi dìm rô thơm mạnh và bàn mạng xe máy đài là o tiếng amplitude signal là o tiếng bit rate là o tiếng power speed đấy, power duration lắm từ bàn dương ai mạng xe máy repeater chẳng repeater nó chỉ nè lược signal bridge signal năng lượng bình còn đấy và to một tiết dương từ mơ nở lơ bandwidth đấy vị trí bandwidth chúng nó lại như dương mơ bền vịt năng tiết dương thở mơ trở lỡ bit rate này bit rate này bit rate này bit chín cứ bit rate chúng bit rate năng dương trong ban bit rate lõ dương thở mơ trở lỡ mùi tiết cứ power allowable chúng đôi tổ giáp dương chúng low mạch low thứ này repeat reflection mạch reflection thứ thông mạch ai mà đo tổ giáp rồi gọi base station năng mạnh thẩm đỏ màn thì dương mà rồi màn đi bí thật thì mà rồi pi đi bí cho nó thầm mấy em đo này nó thẩm thầm rồi đỏ mà rồi đi bí đi bậc hồn đắng cứ ập dơ thầm nào đấy chẳng thẩm đã đỏ mà rồi đi bí đi cứ tùa xám đắng ai thì thách bạn chẳng optical fiber có đôi khi này còn miến là về minimum để ai thì thách rồi có sensitive từ lớp optical fiber nâng bàn lọ này ai thả phần màn đỏ phần màn đỏ đỏ cái sub db giống như nào thì họ đấy trong photo receiver nó ai display nó thả omin blue min signal mà hôm đang tiết bị thay đặt bàn đang ai chỉ limitation ok ta mà tiết dương min loss link nè để dương loss link vào dương cứ phải s lơ phải o nó cho nên này cứ phục hồi dừng bị chun chén anh ấy tận tuột cho nên nó sạc mini giống dừng khơi transmit đấy milliwatt milliwatt thế và to mà tiết power link giống cứ ps là po này ở đây hai cái chỉ loss link đấy loss link chúng dương tay thì tôi tới dương tay làm biến rồi nè về dương môn làm chun tới dương đạt power meter optical power meter cái thay cho thuật tài power meter cái qua tới màn milliwatt nó bị lắc cái chữ db đấy dương trang đã db các bạn milliwatt các bạn cái lại optical cái qua power meter
optical power method này mì vặt to mà tiếp theo đó dùng vò thứ ba mà nó trình bị phục này cứ thả đọc đọc pin mà đo này sao là muốn mùi mì vặt cái nhé chẳng lâu sinh rồi bao dưỡng mà mạnh đọc lưng muối mà mạnh dừng lâu đó đọc ok đọc đo miliwatt xong rồi này ạ chẳng hạn mình chỉ kén nó chỉ lâu nữa chỉ cả khát bật bật bọc và dừng này trong đó bật bọc được nó sẽ bị co fiber nhé để dừng ai vò bán này để vò lại một phút này và dừng vò optical power này lại nhờ output này cho nên đang thả ta optical fiber dừng C power of a man này optical size và dừng này bắt đầu một tiết dừng miên rụp của môn mùi tiết chứ rụp của môn cho bạp robot lục bè đấy lục bì á lục bì chân lục bì á gọi bàn thua cao bì sao hai bán và chân chia một đế mỗi dạng giảm ánh lại thả sạch riêng dùm môi nâng wireless cho mobile communication đấy nhưng khi anh thả on power robot này robot optical communication đã đặt chuẩn bởi lưu nâng xài fiber này cứ vì miền tổng nô lại cho chi exponential thì là thế nhé thì đặt vô thì phân gì vậy tất lẽ cho chẳng chẳng là dẫn đến cái gì vào máy cũng sẽ ở vào máy nào môi trường đó đó là P power rồi những cái power phụ nữ và nạ đạo thì đang đạo cho đó là P trên tới chả đang lại cho tới lại cho tới này thế nhé cái cụ này mượn lại cho lời lại cho tới đo trong ngày mỗi lại cho thảm mạng đã photo receiver robot dưỡng ai tự tu cho bạn cho những thử mơ data sheet này robot photo detector bao dưỡng ta còn ai tự tu dịch nó đỏ đỏ và màn đi bị và cái sắp đi bị chẳng thử mấy ba cái này ní thấm bạch sập đấy bây lô cái này buồn đi bị cái sắp đi bạch sập đọc cái lô chẳng bằng lực đọc cái lô tiết photo đi thật thời những đi thạch lệnh bà này chẳng giờ thầm nặng giờ thầm tập lô nặng chẳng đẹp đó này nghe chẳng dân khơi cái này cứ chỉ sao ta chỉ ở bộ bài này nhận cung này bộ bài này này bộ bài hay dân khơi giật chỉ chẳng ngại nhé nó bọc xa với con fiber hay a thông này cứ chỉ attenuation constant nè attenuation constant cứ a thông đấy chứ attenuation nó cứ bà mà nhưng tới đọc bà phê xám non muối bà bài nà nhưng tới non mặt nạt bà bài không có chỉ lô chứ nó không mà mai được non mặt lô mai thì được đó nè còn đây những ngày này sao mai nhé đấy mình bà bạn thế đấy mà đo cái này cứ logarit chúng dùng thời ca para logarit đảm bây giờ mầm lại nè tiền đồ này cứ đọc như này chẳng hạn ta lại đọc này cứ được nó linear scale còn đấy cái đồng tầm lại dùng bật vào dùng một bị bảy bốn linear scale còn ta mà tiết dùng khơi na về class viết nè về sâu nè về class đọc như về mềm đọc có đấy về class viết lại tu chính nắng chưa tập power receiver nó viết mềm mà vạt đấy này chúng ta bị tay gì mà sôn cái bia sôn 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 môi mì và để dần dần chân nè pra chật chưa nè còn bạ mới là hồi chả lắm sôn cái bia thầm môi nó khó bạc chân gọt trong tờ xây cái bia chả ràng chân gọt máu pra nó gọt pra linear scale đấy còn gọt pra logarit scale cái nhé logarit scale chẳng rụng môn logarit dùng mưa làm vĩnh nè kẹt nghi nhằm mày là bây bấm lại NP linear scale mà logarit scale này thì dân khơi ra cái cách chỉ db cách chỉ db chân decibel nè decibel chân dân khơi thà mạnh nắng sẽ ghét như vậy cái bộ môn mạnh mạnh nhỉ P rất small P zero ở exponential xoay con đo A giật thế xoay con đo đấy